Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với trang trại lợn rừng Đình Tuấn. Đấy. Hôm nay thì ra vườn thăm vịt thì vui vui quay lên cho mọi người xem. Đấy. Bên trại thì đợt này cũng tăng gia sản xuất. Phía trước thì chạy vào ngỗng. Lứa này thì vào vịt. Đấy, mình cứ dự đoán tình hình rồi theo thị trường rồi mình một năm thì có thể là vịt, năm thì ngan, năm thì ngỗng. Với lại nó tùy thời điểm để mình vào. Chứ mình thì không nuôi quanh năm. Thứ nhất là xem cái giá cả thời kỳ nào nó ổn về cái loại nào hơn thì mình sẽ vào loại đấy. Và thứ hai nữa là cũng kết hợp là tăng gia thêm một chút và để cho cái vườn nó tạo ra cái phân cho cái vườn. Rồi nó dọn cỏ được rất là nhiều cái ưu điểm. Đấy. Bây giờ thì vịt cũng giá đang rất là cao. Nhưng mà cũng không biết là mấy hôm là tình hình thì khi mình xuất bán thì giá nó như thế nào. Còn mình nghĩ là chắc nó cũng không thể xuống quá sâu đâu. Vì cái thời điểm này nhu cầu về vịt nó cũng cao mà thấy trong dân thì cái lượng vịt nó cũng không quá là nhiều. Vịt này của mình thì nó được khoảng chắc 1,6-1,7 thôi mọi người, 1,6-1,7 chắc là trung bình tầm đấy. 1,7 con to này chắc khoảng 2 cân. Đấy. Đấy. Mình nuôi thì nuôi cạn là chính thôi. Còn ví dụ như những ngày nắng nóng thì có thể là cho nó cái bạt cho nó vào nó tắm. Còn có cái vườn cây này thì nó tạo bóng mát. Chứ còn mà chuồng trại để mà quy mô để làm cái loại này thì mình chưa có, thì chắc là khả năng sắp tới cũng phải đầu tư thôi, nhưng mà đang từ từ đợi kinh phí một chút. Mình hiện tại đang xây dựng cái trại lợn rừng rồi thì nó ngốn hơi nhiều kinh phí. À. Ui rồi. Mấy con gà rừng đợt này nó cũng theo ra này nhiều lắm. Là nhiều vịt. Cái vịt này thì đúng là nó thải phân ra thì đúng là kinh khủng luôn. Nó ở đâu một ngày là mình phải di chuyển nước để lại mắng ăn dịch đi một đoạn. Đấy. Nó cứ ăn dịch hết đoạn này nó bẩn thì mình dịch sang đoạn khác. Ngan ngỗng thì mình cũng nuôi theo vậy. Đấy. Đợt này thì vào ít ngỗng thôi. Ngỗng thì chắc khả năng là đôi ba tháng là thì mình mới vào. Đấy. Hôm nay thì thời tiết miền Bắc hôm nay cũng khá là nóng rồi. 2-3 ngày nắng nóng đầu tiên, chắc là nắng nóng đầu tiên của năm. Rất là nóng. Bọn này cả ngày nó chỉ có thở thôi. Nó thở há mồm há miệng là nó thở vì mình không có cái bể nước to cho nó tắm, nên ra là nó nóng. Thì may là có cái hàng cây mít này bây giờ nó tốt rồi thì nó có nơi nó trú chứ không là rất là nguy hiểm. Nhưng còn vịt thân nhiệt nó dễ lên cao lắm. Thân nhiệt nó cao lắm. Nó đang phát triển mạnh, trao đổi chất nhanh lắm. Đấy. Này thì có ít ngỗng nuôi chơi thôi. Trước bắt có mấy chục con mà sau đấy là chia lại cho anh em. Thế là đâm ra còn có được 15 con. Đấy. Nuôi có cái ra vườn ngắm cho nó vui các bác. Đấy. Nước thì mình dùng cái một cái ống, xong mình bịt hai cái đầu lại. Thật ra đúng ra thì mình phải để cái khoang ở giữa, nhưng hôm nay nhờ thằng em nó cắt thì nó cắt từ đầu đến cuối luôn, nên ra là máng nó hơi yếu. Đây, thời kỳ vịt đang ra lông vàng. Đang ra lông này thì nó cũng rất là nhạy cảm, nó rất dễ bị bệnh các mọi người. Đấy.
này thì nó ra lông này thì tầm khoảng 3-4 ngày nữa thì nó ra lông, nó ra cơ bản phát là con vịt nó sẽ ổn định hơn. Đây là con cái vườn mít này thì nó mát, nó mát đều cả vườn luôn. Đấy. Đấy. Bình thường mà lúc nắng thì nó chui tất vào trong này á, nhưng bây giờ buổi chiều mát rồi mọi người ạ, buổi chiều mát thì bắt đầu con vịt là nó đi ra ngoài kia. Đấy, nó đi ra ngoài, bắt đầu nó di chuyển ra ngoài. Còn nếu mà sang từ 9 giờ giờ đi là các anh chui hết vào trong cái đám mít này. Mỗi nơi nằm rải rác một ít. Đấy, mùa này sang mùa xuân rồi thì cây trái đua nhau là ra hoa với nảy lộc. Đấy, cái tầm này thì cái vườn này tầm khoảng 15-20 ngày nữa thì rất là đẹp. Còn bây giờ đang sơ sát lắm mọi người ạ. Bây giờ na thì nó cũng đây, nó đang bắn lộc lại này. Đấy, bơ thì đang rụng lá, đang rụng lá để ra hoa. Mà 10-15 ngày thì bắt đầu là nó sẽ kết quả và nó nảy lộc, nó ra lộc thì nhìn nó xanh, nó đẹp hơn. Đấy. Hôm nay ra vườn thì quay lên một chút cho mọi người xem vui, giải trí. Nhiều khi có thêm nhiều cái con vật ở trong vườn đó, ra nhìn nó rất là thích. Bình thường cái vườn chỉ có mấy cây không thì ra chán lắm. Rồi, ok. Xin chào mọi người nhá. Có khi mấy hôm nữa khi mà nó to chuẩn bị xuất bán thì quay cho mọi người xem. Lúc đấy thì nó to hơn, to gấp đôi thì nhìn nó sẽ chật cái vườn này hơn. Đấy. Rồi, ok, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo. Đấy, mọi người yêu quý thì cho xin một like mọi người nhá. Đăng ký kênh đi thì khi em có video mới ra thì nó sẽ thông báo đến mọi người sớm sớm hơn. Ok, xin chào mọi người.